đâu vậy? Tự nhiên em đi vô trong cái chỗ quỹ ban của người ta mà điên trộm hả? Gì? Bánh bèo vô dụng. Cái con vô duyên mà tao vô thì tao già, cái tướng tao như con tôm luộc vậy, mày la tao ăn trộm. Tao đi bẩm sinh là nó như vậy rồi. Mày có bao giờ mày thấy người già mà đi được vậy không mày? Đó, đó. Cái đó là tao cố gắng lắm, tao đau lắm rồi đó. Ông đi đi đâu? Đây là ủy ban xã phải không? Ừ. Lên đây không chứng giấy tờ chứ mày lên đây gặp mày thăm. Ông có biết là trời ơi, tôi nói thiệt, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ ông đi ra ngoài đi. Ở đây bây giờ 12 giờ rồi, ai ở đây mà làm gì trong. Một chút nữa mấy ông tới hả, mấy ông thấy ông đứng đập thỏ, mấy ông đuổi ông đi cho coi. Đi sao ra ngoài biết? Rồi đi. Ủa vậy sao ra đây làm gì vậy? Cô là ai vậy? Đi kiếm giấy tờ. Kiếm giấy tờ hả? À. Mình bạn nhau đó. Ừ. Mà nãy giờ nói chuyện biết tưởng bà là chủ tịch ủy ban xã không đó. Ôi, tại vì tôi thấy ông già cả, tôi sợ ông bị người ta đuổi nên tôi kêu ông đi đi. Nãy giờ không có ai đuổi, có mình bà đuổi tôi thôi đó. Nãy giờ không mình có đuổi mình không đó. Một chút nữa người ta vô ta đuổi, giờ đây đâu phải giờ làm việc đâu mà ông tới đây. Ta đuổi là tính sao, rồi cái chuyện của người ta. Rồi mình tự nhiên đuổi người ta làm chi. Đeo cáo đi. Bèo vô dụng. Chào. Chào hai người, mời con. Dạ. Dạ, tôi chào anh. Dạ. Dạ chào anh. Dạ thưa bác, dạ, dạ chào bác. Con dùm cô cái giấy. Dạ. Cái... xếp hàng đi. Có văn hóa lịch sự ông biết xếp hàng là gì không? Ủa ở đây tôi thấy đâu có cái hàng nào đâu, xếp có mình tôi với ông à. Cái tu khúc mặt khúc mày hả? Thôi thôi, hai người bình tĩnh. Anh bố hình trên bàn thờ hả? Dạ khỏi xếp hàng bác, tại có hai người xếp hàng nó ngắn lắm. Thôi kệ, nó cũng phải xếp hàng chứ. Dạ thôi được rồi. Bây giờ có nghe ta nói cái câu là bây giờ muốn gì? Bây giờ là tôi muốn lấy giấy tờ. Giấy tờ thì người ta cũng muốn đưa giấy tờ, nộp giấy tờ, đứa lấy đứa nộp, đứa nào trước. Thôi được rồi chị, bình tĩnh chị ngồi đi. Có cái mà lấy chứ. Bây giờ ý anh sao bây giờ? Bây giờ áo anh xi nè. Bây giờ là hai người cứ ngồi, bác cần gì? Bác nói bây giờ vậy là bác uống nước đi xa về mệt. Đi xa tới đây mệt phải không? Uống nước không bác? Thì thôi phải không? Dạ được rồi. Thôi cho ly nước cam đi. Dạ thưa bác, ở đây có nước trà với lại nước suối bác cần. Ờ vậy thì thôi nước trà hả? Dạ thôi khỏi. Ừ. Dạ thôi khỏi. Chứng ghê luôn. Dạ thôi. Thôi duyên hả? Bác lớn tuổi bác khó tánh vậy thôi. Bây giờ chị... là... người ta mình... thường nói cái câu là kính lão là đắc thọ. Dạ. Ừ. Là mình nhường người già thì mình sẽ được phước. Đúng rồi chị. Dạ. Đó, thành thử ra là tôi nộp trước, anh coi dùm tôi giấy tờ. Dạ cái này là giấy gì đó bác hả? Dạ đó là hồ sơ, tôi là lên cho định làm một cái chuyện mà người ta nói là... Bác cứ nói đi, bác cứ ấp ấp úng hoài. Không, thì đang định nói đây. Dạ. Tôi nói chuyện ngắn gọn lắm, tôi không dạ, có đi vòng vo. Hồ sơ này. Tôi là được cái tánh tôi ngắn gọn. Dạ. Anh hiểu không? Chứ mình vòng vo thì người ta nghe người ta khó chịu. Dạ. Mà người ta bao nhiêu người để làm. Dạ. Ở trên ủy ban mà. Tôi biết cái sự đông đúc đó lắm. Mà mình cứ nói vòng vòng người ta không có hiểu. Dạ hồi nãy bác nói bác không nói vòng vo đó, thành ra bác nói hơi... Dạ. Thật sự ra thì không bao giờ tôi vòng vo. Dạ bác cứ nói cái vòng vo là gì? Cái vòng vo là mình đi vòng vòng một hồi nó cũng có một cái lý do thôi. Thì mình phải tìm ra cái lý do để mình khỏi đi vòng vòng. Dạ bây giờ khỏi cái vòng vo. Ủa bây giờ bác có nói không? Bác không nói thì đây từ để nãy giờ đi. Tao có thấy mày có thấy tao nín không? Không, tao ý đang là nói đây. Bác có nói về cái chuyện của bác hay không rồi bác từ nãy giờ tao có nói về chuyện của mày không? Tao đang nói về chuyện của tao mà. Ôi, bác lớn tuổi mà. Mà đúng không? Mày cãi cái gì? Bánh bèo vô dụng. Dạ ở đây không bán bánh bèo bác à? Không, bánh bèo là nó, anh là bánh xèo. Anh hiểu không? Mỗi người tôi quy định cái bánh riêng của tôi. Tôi dòm cái gương mặt ai tôi hình dung ra cái bánh là tôi ấy, tại tôi quán là bánh bột lọc. Dạ, dạ. Gia đình tôi là tôi mê bánh lắm, thành ra tôi dòm ai mà ra cái bánh là tôi ví dụ vậy đó. Dạ bác. Thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề của tôi. Dạ, cháu muốn hỏi là giấy tờ này là giấy tờ... Thật sự ra đó là cái vấn đề là tôi không muốn đi vòng vo. Thì đó cháu muốn hỏi là giấy tờ này là... Ừ thì nó tôi phải kể cho cậu nghe một câu chuyện ha. Sao ạ? Thì thật sự ra là ngày xưa là cậu biết về tôi có một người ba. Dạ. Thì tôi có một người ba thì ba tôi cũng có một người ba. Đúng không? Là ông nội. Là ông nội. Đúng rồi. Dạ. Đó là ba của ba tôi. Dạ. Thì ba của ba tôi cũng phải có một người ba nữa là ba của ba của ba tôi. Dạ ông cố đó cô. Dạ ông cố. Thì ba của ba tôi thì nó lại có thêm một người vợ nữa. Đó là vợ của ba của ba của ba tôi. Dạ bà cố đó. À, thì à, bà vợ đó thì bà cũng phải có người ba. Dạ. Đúng không? Dạ. Bây giờ vô cái mục đích là cháu muốn hỏi à, phải nghe câu chuyện mới hiểu tôi tới đây để làm cái gì. Thì xong rồi cái là
ông ba của vợ của ba của ba của ba tôi mới là vào ngày 3 tháng 3 không, ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì bà mới là tìm tới ba của ba tôi để gặp, để nói là ba của ba của ba tôi là có để lại cho bà ba cái giấy, rồi ba cái giấy đó là mỗi một giấy là ba cái miếng đất, ba cái miếng đất, mỗi miếng đất là có 300 mẫu. Thì bây giờ là mấy cái đất đó mất hết rồi, thì giờ còn có một miếng đất mà chưa có chủ quyền, định làm giấy chủ quyền đó, vậy thôi đó. Dạ bác nói mà cho thở không nổi, bác có thể nói lại từ đầu được không bác? Tôi quên rồi. Dạ sao nhớ được dòng họ nhà tôi chứ tôi không phải ăn nhớ đâu. Dạ nói chung là bác làm chủ quyền đất đúng không bác? Ừ. Dạ dạ. Ừ. Dạ thưa bác, bây giờ cái giấy tờ này ha, bác cứ tạm thời bác ở đây để đây, rồi chờ cán bộ người ta giải quyết hết bác ha. Dạ à, đúng rồi đó, chờ đi anh. Còn cô anh cần gì? Trời ơi anh ơi. Dạ quay. Em nói cho anh nghe nè. Dạ, leo lên bàn ngồi nè. Em có một cái gì leo lên bàn ngồi, rồi leo lên đầu người ta ôm hung. Hả? Gì vậy? Con này nó thấy trai là nó tươm tướp. Em á là em có cái tờ giấy hẹn nè. Mà em nói thiệt nha, em chờ 9 ngày đợi mong rồi đó. Mà lần nào em nói 9 tháng 10 ngày á. Thôi 9 tháng 10 ngày là có bầu bác à. Ủa bây giờ ông nói xong rồi, bây giờ ông có để tôi nói không? Ủa tôi có nói chuyện của cô đâu, tôi nói chuyện của tôi mà. Ủa chứ ông cứ nhảy họng tôi hoài, lấy gì tôi nói? Tôi duyên cái họng, ai muốn nhảy nhảy thôi, mà miệng cô đừng đưa họng ra, tôi không nhảy vô. Ủa giờ ông yên đi. Anh nói gì đâu trời. Dạ thôi bác ngồi im để cho cô đi trình bày. Em nói anh nghe nè, bây giờ là cái tờ giấy đó, ngày nào nhà em xa lắm anh. Em ở dưới ấp á. Ừ, ai nói nhà nó gần đó. Mà em đi lên đây nó xa ơi là xa. Một lần em đi tới nửa tiếng hồ lận anh. Ai nói mà đi trời đâu. Em đi xa lắm mà em lên đây lần nào em cũng bị hẹn lại hết trơn. Không mà mấy bây giờ anh có trả lại anh thôi, anh đưa giấy tờ cho em đi. Không mấy cái này là làm gì được nhau. Thật sự là mình không làm gì được nha bác. Ta nói đúng bác ơi, bác cho nó cái sự việc đó là đúng thôi. Nghe tôi bác, giờ cháu bị liệu đó bác. Bác đi ngồi yên cho cháu nói chuyện với bác. Không ấy anh giúp em. Giúp anh gì được cái giúp gì được. Thế là đúng không? Đừng nói mà. Cái gì nó đúng đó là bác à, vậy à. Bác để cháu làm việc tội nghiệp cháu. Cháu cũng có bệnh bị liệu. Gì đây? Cà phê, cà phê. Đang làm việc uống cà phê gì? Không phải. Ý không phải là uống nước cà phê mà Bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho anh. Tao có con này nó hối lộ cán bộ à. Hối lộ nè. Phải đâu bác. Hối lộ là hối lộ. Ông ngồi đi gì. Dạch ra này là gì? Dạch ra. Dạ có đưa tiền. Hối lộ mà còn hối lộ keo nữa, có 5.000 bạc ha. Cái này mà được cặp thì cà phê đen thôi chứ làm sao mà cặp dạ, phải sữa. Dạ bác đừng ngồi đổ lượng. Cặp phải sữa mua 5.000 nó tán trong mặt. Dạ bác à, bác đừng ngồi nói chữ hối lộ nó nặng lắm. Ít thật sự hả? Là cô ấy có đưa tiền cho con. Đó là hối lộ con, đó. Con không bỏ vô túi là tại vì ít quá. Không phải, thấy người ta nghèo, người ta khổ, tội nghiệp con không nỡ lấy tiền. Nè anh. Thôi thôi được, cô bỏ túi đi. Cô bỏ túi đi, tôi không có nhận tiền được. Xin lỗi cô nha. Cô, mà tại vì mình làm việc thì không thể nào nhận tiền của dân được đâu. Cô ngồi đi, cô bình tĩnh đi. Trời ơi anh. Bởi vì từ hồi đó tới giờ em chưa bao giờ em tiếp xúc với một người cán bộ nào mà liêm chính như anh luôn á. Dạ. Trời ơi em thích anh quá. Dạ. Mày tiếp xúc với cán bộ liêm chính mày cũng đâu cần vô liêm sĩ như vậy. Ý ông nói vậy là sao? Thì mày cứ bình tĩnh đi, mày làm gì nãy giờ mày cái vồ mà nhào vô thiết đường mày. Tôi vồ nè, vồ là vậy nè, đó, vồ là vậy nè, đó, vậy mới vồ. Tôi đứng ở đây mà. Con này nó ngộ cái nó vô nó gặp trai đẹp nó tham sở ha. Thật sự là cô làm vậy tôi chịu không nổi đâu. Vì vậy không, cô ngồi đi. Tôi rồi một hậu chắc hai con này nó cưới nhau luôn quá trời. Trời em thích anh quá. Trời ơi em thích cái cách làm việc của anh quá. Dạ thật sự là tôi cũng thích bác lắm. Bác ơi bây giờ anh nè. Dạ. Bây giờ tôi nói cho anh nghe cái chuyện của con bánh bèo này, nó anh để nó lâu lắm. Tại vì tôi nói thiệt cái mặt cái con này là tôi biết nó dai rồi. Anh thử ra cái giấy tờ nó làm sao đi, anh coi tôi cái hồ sơ chứng đi. Chứ bây giờ tôi lâu lắm rồi, cái hồ sơ tôi đi mà xét việc mà gần 30 năm rồi đó. Trời ơi. Tôi là tôi nộp cái giấy này là từ hầu tôi 50. Bây giờ là... Năm nay bác nhiêu rồi? 80 rồi. Ôi, vậy bác lớn hơn con sao? Bác lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm. Chắc tôi nhỏ hơn anh á. Dạ không, lớn hơn nhiều lắm. Nói nghe nè. Dạ. Xuống trái đất lâu chưa? Dạ cháu ở đây. Má cháu sanh ở trái đất. Sanh trái đất đúng không? Dạ. Có xác định được cái mục đích xuống trái đất chưa ông nội? Giận mặt tôi hôm nay nói tôi nhỏ tuổi hơn ông. Dạ bác mặt thì già nhưng mà cái góc bác còn trẻ lắm.
đúng, cái tâm hồn tôi phơi phới. Tôi nói cho anh nghe nè, ở trên cái chỗ này đó là bây giờ là người ta cứ bắt người ta đợi hoài. Dạ. Tôi cứ chờ hoài, chờ mãi. Anh hiểu không? 30 năm rồi chứng cho người ta có một cái giấy chủ quyền mà hẹn hoài mệt quá. Dạ. Bữa nay tôi gặp anh là tôi thấy anh dễ thương lắm, anh ráng anh giúp giùm tôi đi, tội nghiệp tôi lắm. Dạ, cái này là chờ cái cấp trên tới về chứ còn con không có đủ sức giải quyết nổi đâu. Thật sự ra không giải quyết được nhưng mà nghe cái giọng nói thôi mình cũng thấy nó có một cái sự tình cảm nhất định. Nói chung là thấy cái anh này là anh không có giống như những người mà trước đây mình gặp. Bác thấy đúng vậy không? Còn cái hồ sơ của cô muốn trả lại thì chờ người ta tới, ta làm việc ta trả lại cho cô. Sao ra cô chừng té cô? Hồi trước bây giờ mà em nghe anh hứa hẹn với em kiểu này là em chờ cả đời cũng được. Trời sao mà đáng yêu quá vậy trời. Ôi, tâm sinh lý nó đơn giản quá ha. Nói nó cái nó chờ cả đời vậy, con nghe nó ngủ. Nhưng mà bác có công nhận điều đó không? Không mà dễ thương thiệt. Ừ, hồi nào giờ bác tới đây toàn là người ta hứa hẹn mà người ta nói khó ơi khó nghe lắm. Ừ, tụi nó anh nghe anh mà được điều về đây làm sớm là đỡ tôi rồi. Dạ thưa bác, dạ cái đơn bác như thế nào mà sao lâu dữ vậy bác? Trời ơi, tôi nói anh nghe là như vậy. Là hồi xưa là tôi lên là tôi trình bày thôi. Dạ. Tôi trình bày rồi nó nói về đợi lên giải quyết. Dạ. Tới lúc lên giải quyết rồi nó nói họp giao ban. Dạ. Cái nó kêu về đợi lên giải quyết. Dạ. Và khi mà về xong lên thì cái nó nói là anh đổi ca trực. Dạ. Em biểu tôi về rồi tôi giải quyết. Dạ, bác trích đoạn lại thôi bác, tại vì bác nói bác tại tính tôi không có dòng do. Dạ. Tôi cháu muốn hỏi là tại sao cái bác làm đơn như thế nào mà lâu dữ vậy? Tại vì tôi lên thì tôi viết cái tờ tường trình đó tôi viết tay. Xong rồi cái tôi ghi ra. Dạ thưa bác, dạ bây giờ là người ta không có viết tay nữa. Người ta xài những cái mẫu đơn không à. Đúng rồi. Bây giờ cháu có mấy cái mẫu nè, cháu đưa cho bác về bác điền vô ha. Rồi đem lên đây ha bác ha. Hay mà không ai nấu sớm, bữa nay gặp cậu hơn, cậu mới nấu cho tôi thiệt á. Dạ đây mẫu đâu rồi ta? Ủa vậy là cái là mẫu chung rồi điền vô vậy thôi đó. Dạ bây giờ bác điền vô ha, cháu đưa cho bác nhiều lắm. Thôi lấy tờ thôi chứ. Dạ không, cháu đưa cho bác nhiều. Lấy tờ thôi chứ lấy gì nhiều vậy? Lấy luôn 2-3 tờ đi để về thế nào viết cũng sai à, viết sai rồi có cái tờ khác viết lại, tôi rồi đó tôi cũng viết sai hoài. Đúng à. Rồi cô nói đúng đó. Hả? Bác cứ viết cho nhiều lấy nhiều đi. Kỳ con này cái tán tương tức kỳ, tự nhiên người ta cho cái lấy hết trơn của người ta kỳ vậy, ai mà làm gì. Cảm ơn cậu. Bác cứ điền thoải mái ha, cứ sai là điền lại, sai điền lại. Đã quyên sắp này luôn em. Quyên sắp dạ. Hay em. Dạ, cảm ơn cậu. Còn mà sao dễ thương nha. Dạ cái bản tánh của cháu từ nhỏ tới lớn vậy đó bác. Lẽ đè xuống hùng cá gì thương. Thôi dạ. Thì đó nãy giờ em nói với anh đó. Thôi, cô đừng có hôn tôi như bác kỳ lắm nha. Qua thấy chưa? Gái đẹp mà không cho hôn là tôi cũng nghi ông nội này lắm rồi nè. Có nghi tôi sao ạ? À? Ừ thì đó. Chắc là định hôn tôi phải không? Không có nào đi. Trời ơi. Trời ơi nói dạ bộ lén lén nãy giờ xé cho mình 3-4 tôi bỏ túi em rồi. Dạ cháu không dám hôn bác đâu, cháu mới ăn cơm sao sợ ói lắm. Quẻ. Trường hợp cô sao ạ? Đó, em nói với anh rồi á. Cái vụ giấy tờ của em, 9 ngày đợi mong của em đó. Con sao nó đưa đẩy sợ. Bây giờ cái trường hợp mà cô với bác lên đây mà người ta làm khó khăn như thế nào? Dạ. Hai người có thể trình bày lại cho cháu biết được không? Mặt nhông bục vậy. Mặt nhông tiền vậy. Ừ. Giờ sao? Giờ sao bác? Bây giờ ra đây đổi chỗ với tôi diễn tả lại cho cô là biết. Có cần bạn diễn không bác? Ờ, mày làm cái ngừng nộp đơn đi tao. Đúng, diễn rồi, rồi. Hai người làm. Ủa, lại. Ba cái vụ này làm cái một. Ngay đây ngồi. Dạ dạ. Mình phải đổi chỗ mình ngồi nó mới có quay. Ủa bác bị sao mà bác đi ngộ vậy? Thiên nhiên. Dạ. Tạo quá là nó như vậy. Rồi. Sao bác? Bây giờ thí dụ bác làm cán bộ đi. Bác, giờ con phải đi ra ngoài đi vô hả? Chứ không lẽ mày ngồi từ đầu tao mày phóng xuống. Ờ vậy đi. Con này nó không có bình thường. Dạ sao bác đẩy bác, bác cán bộ không ai ngồi vậy hết trơn á bác. Tao ngồi vậy cho tao có cái quyền uy cái chuyện của tao. Vậy bác bỏ cái dạ, cái tao này... không có cái đầu trống tao té. Nhưng mà để ngay giữa kỳ lắm bác. À, đúng rồi, bác để mấy... à, đó, vậy đi. Đó, vậy đi. Dạ. Rồi, bác chắc chắn chưa? Từ xa phóng vô. Đâu. Cán bộ làm khó là sao? Cán bộ nè, đang dòm nha, đang dòm thấy dân nè nha. Dạ. Dạ alo. Ờ anh hả? Ờ em nè. Đúng rồi. Anh qua nhà em đi rồi hai đứa mình đi trà xanh chém gió. Gì đó cô? Dạ anh ơi, anh cho em hỏi. Alo chị Sáu hả? Khát nước quá, chị bưng vô giùm ly cà phê sữa giùm nha. Cà phê sữa mà đừng bỏ sữa.
Gì đó em? Dạ anh ơi, cho em lấy cái giấy này. Thật sự ra thì tôi nói với anh chị rồi là cái giấy tờ anh chị không có chứng được đâu. Nó sai rồi. Lần sau ra ké ghét ra. Nói đi chị. Dạ anh ơi em muốn. Em ơi bây giờ mình nghỉ cuộc hẹn tối nay nha. Cảm ơn em. Nói đi em. Anh ơi em muốn lấy cái giấy tờ mà hôm trước anh hẹn em lên đây để lấy đó. Bây giờ là mấy giờ rồi? Trưa trời trưa trật rồi, có biết xếp hàng không? Dạ. Xếp hàng đi. Con mình đúng không? Thấy nguyên cái xã ta về hết trơn rồi. Tự nhiên giờ trưa trời trưa trật ai cũng về cho bà tới đây chứng giấy tờ chi? Ai chứng cho bà? Dạ dạ anh ơi em xếp hàng từ sáng tới giờ, cái giờ tới lượt em ta đi về hết. Thì rồi. Đó chính vì người ta xếp hàng đó, người ta chứng hết rồi ta đi về, sao chị chưa đi về đi? Thì đi về đi, khi nào mà tới ta xếp hàng lại xếp hết rồi đi làm. Dạ. Mà anh ơi em chưa có được lấy giấy tờ là lấy gì mà xem? Thì khi nào có người xếp hàng đi lỡ xếp hàng đi được lấy. Ủa anh ơi nhưng mà em có giấy. Đừng nói nữa, giờ hết giờ làm việc rồi. Đó năm vậy đó cậu. Đó thôi. Thiệt. Cháu không ngờ cán bộ làm việc một cách thoái quá và một cách cửa quyền như vậy. Hệt lắm. Cháu không tin. Cháu thấy thì cháu rất là buồn. Nhưng mà cháu không làm gì hơn được. Bây giờ sao giờ? Giờ sao bác? Thấy à. Để bây giờ hai người chờ cán bộ về giải quyết chứ cháu thấy cháu buồn lắm nhưng mà cháu không... Giải quyết cho tôi luôn đi. Dạ, giấy của em á, bữa nay là tới ngày hẹn lấy. Thì đó, giờ giải quyết lại tôi, giờ cậu điền giùm tôi luôn đi, giải quyết tôi luôn đi. Dạ đúng rồi, mà em là... lên đây lên đi xuống. Thật sự là tôi thấy... Thật sự là tôi biết là cậu thương tôi thì điền giùm tôi luôn đi, rồi gửi hình là làm chứng giùm tôi đi. Tôi điền, điền không được. Nè, hẳn mới khen nha. Đúng rồi đó. Không có chơi lật kèo à. Điền giùm tôi đi. Điền, tôi thấy mà tôi điền không được rồi bác ơi. Mới khen nha. Cái này điền đừng làm mất hình ảnh nha. Của bác điền khó lắm, còn tôi dễ lắm, có viết sẵn hết, tôi biết nằm trong một bàn á, giờ lấy ra đưa tôi một cái. Tôi thấy học bàn mà tôi mở không được. Vẫn chơi này là đang dễ giờ khó nè. Kỳ à. Nãy giờ ta diễn xong hết rồi giờ mới bắt đầu diễn lại. Dạ không phải đâu, tôi không diễn đâu, tôi nói thật mà. Thật sự là tôi thấy hết hồ sơ mà tôi không có đụng gì được và tôi không biết ký cái gì mà tôi không dám ký. Vậy ngồi đang chi ông nội? Mệt quá à. Dạ tôi cũng đơn. Bởi vì cán bộ ai cũng như ai, thì lúc đầu giả bộ hiền hiền, xong bây giờ cũng tiếp tục cà rỡn với người ta à. Dạ không phải cà rỡn, thật sự là tôi lên đây tôi làm giấy báo tử cho ông nội tôi. Là làm sao? Ông nội tôi chết tôi lên ủy ban xã tôi làm giấy báo tử để về làm đám ma. Dạ ngồi đây chi vậy ông cố nội? Dạ tôi thấy ba cái ghế có ghế trống ngồi. Trời ơi, vậy té ra bạn ấy cũng đi chứng giấy tờ hả? Dạ. Vậy mà nãy giờ cứ làm ta nói vòng vo. Cái tánh người ta đã không thích nói vòng vo rồi. Mẹ em chút mất 5,000 rồi thấy không? Trời ơi, vậy ông cũng là người đi chứng giấy tờ vậy tụi tôi thôi phải không? Vậy mà sao giờ này chưa có ai lưu vô làm việc vậy thưa bác? Đó, thấy chứ tôi nói có sai đâu. Bây giờ mình cứ ngồi đây. Tất cả những gì mình cần phải làm là chờ. Nãy giờ tôi cứ tưởng ông là cán bộ thiệt. Ai dè đâu ông cũng đi chứng giấy tờ thôi. Thành thử ra thì bây giờ giống như là ông là một cái cán bộ trong mơ của tôi. Bây giờ mình ước gì mà cán bộ thiệt cũng giống như anh này ha, con bánh bèo. Bé Sáu đổi tên rồi, Bé Sáu. Bé Sáu bèo. Bé Sáu. Thấy không? Thương cái sợ. Dạ. Ước gì ông làm cán bộ ha. Dạ con cũng tên Khọt nhà gần đây thôi. Tên Khọt luôn hả? Dạ. Ê, vòng vòng cũng chấm nước mắm ăn không à? Dạ. Vậy bây giờ mình chờ tới chừng nào vậy thưa bác? Nói chung là một người chờ với một người. Một người chờ với một người là ba. Ba